con kể lại. Mẹ con nói cứ anh cha con á, tối nay á cha giết mẹ rồi con tính sao. Trời ơi. Lúc đó mẹ điện cho con luôn hả? Lúc đó là hai ba mẹ chưa có gây lộn phải không? Đang ngủ á. Chửi xong rồi điện luôn. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube Minh Tân TV. Là đầu tiên thì Minh Tân có lời chúc cô chú chị khán giả sức khỏe gặp nhiều mong là mau phát tài phát đạt. Hiện tại Minh Tân đang có mặt tại xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay Minh Tân tiếp tục cập nhật và chia sẻ tin nóng tại tỉnh Trà Vinh, thì cũng như người chồng đã sát hại vợ mình rồi uống thuốc ra đi mãi mãi. Giờ thì Minh Tân đang có mặt tại gần đám tang. Thì hôm nay thì Minh Tân cũng nhờ hàng xóm chia sẻ cho cô chú chị biết thêm sự việc như thế nào rồi. Mình tên mời của chú chị xem video của mình ta. Để xong clip này mình đi kiếm bà đó, chia sẻ lại giùm thêm. Sao là bà biết hết luôn á, tại biết sao bà. Lúc đó là bà kêu công an này nó kêu luôn á, bà vô tới tay luôn á, bà đó. Thì giờ đó sao thì bà chưa ngủ nữa ta. Hầu như là bà thức dậy chơi rồi. Không, có linh tính sao ngủ được, tới giờ đó 1, 12 giờ đêm thì tự nhiên nó ngủ rồi. Nghe la đó, nghe la, bằng đồ la. Cái tưởng là người bà chưa kiểu hút lúc đâu, tại cái ông út lụm, cái út lụm á là ông cậu của nó, chú của nó đó. Ta mới rồi tới lần đầu tiên thì bà cho vợ tôi coi, vô coi thấy đấy, mày vô coi đây con tao sao. Bà vợ tôi đi tới kêu ông kia kêu nó để ông không dám vô, còn nói ôi tao sợ quá tao không dám vô đâu. Vợ tôi vô thấy rồi còn thấy là máu không, vợ tôi chạy ra chạy ra rồi thấy đầy một nhà luôn à. Thấy thằng này nó ngồi trong toilet nó la không à. Nó la, nó bị, nó uống thuốc rồi nó la. Nóng la, rồi, chắc nóng vô trong vỏ nước quá. Nóng rồi nó la ngồi nó lấy ngồi trong cái ghế bố ngồi nó bụng. Tự nhiên tôi nói nãy á. Nó bụng bự gần đó gần 4 giờ rồi đó, gần sáng. Là buổi sáng anh. 5 ở đâu? 3 giờ bắt đầu taxi lại á. Đi tới dọc đường đây, kết. Đây quay là từ 1 giờ tới sáng luôn. 12 giờ tới sáng. 12 giờ. Rồi còn khám nghiệm nữa. Khám nghiệm tới 7 giờ bắt đầu mổ đó. Mổ rồi từ tới nó liệt niệm vô họng khoảng chừng 10 giờ đó, nghe ông nói tôi cũng ở đó, ông ở. Con chú không à, nó không dám qua luôn. Không dám qua. Cũng sợ. Thấy máu thì sợ. Mà mình một hồi mình đau cốt nữa. Mình đâu có dám vô tới chỗ thất chết đó. Cái này tới giờ kêu đi làm heo mà chắc anh cứ nghĩ là vợ mình là con heo quá. Có đấy nha anh. Tâm linh thì nó cái chuyện vô ám mắt mình đó. Dạ, cứ nghĩ là vợ mình là con heo quá, tới giờ đi làm heo mà heo, mẹ heo quất luôn. Tại anh biết ảnh làm nghề này lâu chưa, làm heo á? Hồi xưa thì mình ba anh em mình có một lò ở Trà Vinh à. Yeah. Rồi tới mới đi đặt giá ở mấy chục năm rồi. Ở tới đứa con nó bự nè, rồi mới dọn đi đặt giá ở đây ở được năm mấy vậy đó. Thì anh cũng mời về đây ở đây khoảng năm mấy thôi hả? Chạy sửa cái nhà đó, cái trời đó. Cái nhà đó nó xây mặt trời lặn, bây giờ nó sửa xây mặt trời bên đấy. Kêu bay xuống này hồi xưa mặt trời lặn về chuyển qua chuyển hướng đổi cái cửa lại thôi phải không? Chà, cái đó cái kèo phải sửa lại cái kèo hay không? Sửa luôn á, cái kèo đằng vông còn đó. Đằng vông chính vô đằng vông anh, người ta nói chữ thập á. Chữ thập đó. Tại từ cái hướng kia mà chuyển qua hướng này thì đằng vông vẫn còn. Vẫn còn mà nó sửa luôn, kèo mình cũng sửa luôn. Dính vô cái kèo nữa là nó cái nguy hiểm. Nhưng mà cái này đó là ông này với vợ tôi nè, thằng trưởng cái này là chính xác là hai vợ chồng, là chồng bao nhiêu tuổi, anh là vợ bao nhiêu tuổi. Ok chấp. Tôi không rành nữa. Không cho vay hả? Kêu mọi người xong chia sẻ nữa. Kêu mọi xong chia sẻ nữa. Kể lại nghe. Món kia đi tóc. Kể ở tiếp nữa. Chú đi tóc. Nó mất chồng nữa. Dạ. Bà ngoại của nó mất chồng nữa, rồi bên bà nội cũng mất chồng. Nói chung là hai chồng mất đi bỏ lại con á, một đứa con. Còn bà ngoại, bên nội cũng còn bà nội. Rồi ai là sẽ người lo cho bé nè. Thì đi bỏ, rồi để... thằng thứ hai rồi bị giam. Nghe nói gì vậy? Nói gì cái đó thì... Rồi bé, thằng bé nhỏ không biết ở đâu nè. Dạ, ở bên ngoại. Bên ngoại.
Hiện bây giờ thì nó ở bên ngoài. Rồi đám tang bây giờ ai đứng ra làm chứ? Biết không? Em của thằng này. Em của thằng chết á. À, đứng ra làm. Dạ. Còn 4 ly á. Dạ. Bởi vì chú nghĩ không muốn lấy kính tấn cho, nhưng mà con khi này thì hiện giờ nó đang làm bên ấy xã. Dạ. Dạ thì tụi con á về chia sẻ để cho cộng đồng biết, dù ai thương thì giúp đỡ cho gia đình thôi, cho cúng dường. Thì theo dạ. Chú nghĩ á, nếu mà cho bên YouTube làm quay á, đăng á, thì chắc có để bên nhà thường quân á, dạ, có thể người ta thấy xét cái tình hình cháu thì nó không có cha không có mẹ. Dạ. Mà ngoại thì không có ông ngoại. Dạ. Thì bên nội cũng không có ông nội nữa, thành dạ. Thử nhiều khi chắc có thể người ta có đỡ được phần nào, nhiều ít thì của dạ. Dạ. Không có ít lòng nhiều mà. Dạ đúng rồi. Không. Chứ giờ của người ta cho mình đâu có cần đòi hỏi mẹ tới nhà lầu xe hơi vậy. Dạ. Đồng ý không? À, chú ở gần đây luôn hả? Chú ở sát bên nhưng mà trên lộ. Dạ luôn. Dạ. Hồi hôm mà chú qua là chú hay mấy giờ? Chú hay giữa hai dòng. À, chú tối là chú không ngủ luôn hả? Chắc giờ đâu có ngủ đâu. Rồi thôi. Là chú qua giờ đó luôn hả? Qua giờ hồi 1:50 á. 1:50 rồi. Lúc chú qua là con ngang này kia qua chưa? Chưa. Chưa hả? Chắc chú thấy trực tiếp đó, chú lạnh người luôn hả chú? Thấy về mà trong khi đang ngủ á, thì hai đứa này thằng thứ hai với thằng chú á chạy qua kêu tôi. Dạ. Kêu chắc khoảng 5-6 tiếng á, bị chó nó sủa quá. Rồi cái mình nghe không rõ, tưởng đâu ở xóm hoặc là ai gây lộn với nhau hoặc là đứa nít nó chạy giỡn gì đó hen. Yeah. Mình cũng đang ngủ mà. Dạ. Cái thích vậy nghe chó sủa. Chú ơi, chú ơi, chú con. Dạ. Tay. Ơi. Chút xíu ơi. Rồi lúc đầu kêu đâu 5-6 tiếng tôi mới chạy lên để hỏi làm gì, hả? Kêu ai, kêu có gì quay kêu tao. Qua cái chết rồi. Ừ. Nghe hết hồn. Mình ở trần, mình cả lợn ngủ mà. Dạ. Phải dắt nó đi ra. Mở khóa cổng vậy nè. Mở khóa cái bắt đầu đi ra. Hỏi nó sao nó. Giờ thằng Quang nó uống thuốc rầy. Bây giờ nó sắp sửa cũng chết rồi. Chú giờ chạy qua coi dùm con điện xe cấp cứu hoặc là xe gì đó. Dạ. Bây giờ chúng mày có điện thoại không? Điện rồi chú mẹ tao thì lớn tuổi rồi cái gì mà có. Nhưng mà có tao cũng không biết đường nào mà điện. Dạ. Yeah. Nói vậy. Thế tôi chạy qua. Tôi đi qua cái gò. Thấy gì họ. Tại vì nó mở cửa sau mà. Cửa trước thì đóng khóa hết rồi. Mở cửa sau thì thấy nhà đốt đèn với thằng chết này nó. Nghe bà già nó kể nó ở. Chú Năm ơi nó ở bên toilet á. Thằng Quang nó ở bên toilet. Còn vợ nó đang nằm kia chết cả đống kia mình rồi. Đi bước tới vậy bằng đi cây cột đó đó. Yeah. Nhà thì là ở trong đó mình đứng cửa sau này nè. Bước dòm vô thấy mẹ máu một đống nhỏ nằm úp mặt xuống. Dạ. Yeah. Rồi tôi thấy tiêu rồi. Rung tay rung chân luôn hả chú? Cái gì vậy? Ớn lạnh liền. Trời ơi. Mình đang ông mà vậy đó ha. Dạ. Nhưng mà chú dắt đó thì mình đang ngủ hả? Dạ. Thế đi lên quay về nhà. Không đi coi bà tôi ớn lạnh rồi. Anh máu với thấy nhỏ sợ quá. Dạ. Yeah. Thì nó bắt đầu bận áo vô. Ở ngoài sân trong nhà trước lộ đó. Ừ. Nguyên nhỏ lộ thì có thằng làm á. Dạ. Yeah. Ở đó ngồi thằng ba nó chơi hút thuốc. Nó lạnh con người bận áo này vô. Ừ. Ngồi ăn hơi khoảng nửa tiếng sau mới đi qua nữa. Rồi bà dạ, vợ tôi đó. Bà nghe vậy là phát đĩa đạo hết không có cho ai đi ra. Bà sợ thằng này nó còn tỉnh. À. Thì nhiều khi mình đi ra đi vô nó thấy nó xử luôn. Nó xử luôn sao? Yeah. Phải không? Bà yeah. Tính vậy cũng phải thôi. Nên. Rồi tôi nói khỏe. Không sao đâu thằng này. Hồi kia thì nó phải chạy qua nhà tôi kêu tôi nữa. Nói giờ tao không có xe cộ gì đâu. Giờ mấy đứa kêu đi. Rồi chú con của anh chị là ở chung không là ở riêng? Con ai? Con của hai anh chị nè, anh Quang á. Con Quang á. Dạ, nhưng là ở chung đứa nào không? Thằng này thì nó ở Rạch Giá theo bà ngoại nó với mẹ nó hôm đó tới giờ. À cũng mới về đây thôi phải không? Ở về hồi sáng. Ồ vậy ngoại. Là bé này cũng không biết gì, không biết gì hết. Thì nói chung là trong nhà có hai vợ chồng nó. À. Đây là cái con của hai vợ chồng. Ngồi lắc chút xíu đi, mình hỏi thêm.
Thì con ở đây ngồi luôn chút thôi ha, đi vô ngồi luôn đi. Này ông đi. Trời ơi, ba mẹ mất mà vô tư này, cô chú chị nó cầm lo đồ chơi thế này giờ này. Thì con năm nay nhiêu tuổi rồi? Thì con học lớp mấy? Chưa thi nữa. Thì con học lớp mấy? Lớp 3. Lớp 4. Ờ, nó bự quá trời cô chú chị. Lớp 4 nè. Rồi con ở bên ngoại hả? Hả? Bố ẩm về ngoại phụ khám chị đám cưới rồi hai ba ngày mất mắt. Ờ vậy là con về ngoại chơi hả? Hiện tại là con học ở đây hay là con học ở Kiên Giang? Con nghỉ học thôi hả? Rồi con ở bên ngoại luôn. Rồi ở đây thì ba mẹ ở nhà hay? Lúc mà chuẩn bị đưa tóc chưa, còn ngày nó mới đưa và nó không đi kêu rồi xong mẹ em chấm được. Ờ vậy con mới về đây sáng hả? Tối điện cho mẹ con nói, mẹ con nói tối nay rồi cha giết mẹ sao giờ. Làm sao? Con kể lại. Mẹ con nói cưới bên cha con á. Tối nay cha giết mẹ rồi. Trời ơi, lúc đó mẹ điện cho con luôn hả? Lúc đó là hai ba mẹ chưa có gây lộn phải không? Đang ngủ á. Chửi xong rồi điện luôn. Lúc đó mẹ báo cho điện cho con gì luôn hả? Cái cha giết mẹ con xong rồi chút tối ngoài cha chết luôn. Trời ơi, lúc đó thì mẹ điện có nói gì thêm không? Chỉ nói là ba giết mẹ, tối nay con nghĩ sao hả? Sao con có điện lại cho ba con? Con có điện cho ba con không? Cha con nằm cái bên mẹ con. Thì sao con không phiên ba để nói chuyện với mẹ kỳ vậy? Cha con nằm rồi con có nghe ba mẹ có gây lộn không? Ba mẹ có gây lộn thường xuyên không? Có, nhậu tỉnh rồi xong về mẹ. Nhậu về quạng hả? Vì mỗi lần nhậu về là quạng hả? Thì có xích mích gì không? Có ba mẹ con có nói gì thêm không? Lúc đó là hay ba mẹ con đang nằm trong giường là nói điện cho con đấy. Nằm ở dưới đó, rồi cha ông phải về mua điện cho mẹ con xong tối giết rồi. Trời ơi. Rồi sáng ai điện cho con biết? Anh Hường nghe mẹ con la hai lần. Xong điện xuống nhà hai con. Không, lúc đó điện thoại còn luôn hả? Lúc đó cha mới mua điện thoại. Là lúc đó mẹ ba ra tay với mẹ gọi là con nghe luôn hả? Con nghe anh Hường nói. Nói la hay là... Thì con ở Kiên Giang con lại đây hả? Mấy giờ về mấy giờ? Chưa hả? Rồi con sáng giờ con khóc nhiều không? Con khóc nhiều không? Khóc ít hả? Con nhớ mẹ hay ba không? Nhớ mẹ. Nhớ mẹ không nhớ ba hả? Thì ba có từng đánh con không? Quýnh con không? Quýnh con hoài luôn hả? Một lần dạy có ba quýnh con không à? Tại ba muốn cho con tốt thôi, đâu có gì đâu, dạy cho con không biết mà. Rồi sao con giận ba con hả? Thì con không ơi nha. Đó, bây giờ ba mẹ đi hết rồi đó, bây giờ ai sẽ người lo cho con nè? Ngoại hả? Con người nhà này ai ở? Con ở thì bỏ nhà phải không? Bà ngoại con ở đâu lận? Dạ. Bà ngoại con ở đâu? Ở Kiên Giang. Dạ. Dạ. Sáng giờ con khóc với mẹ con, với con không khóc cho ba con hả? Thế con giận ba con nhiều không? Thấy con ba ra tay với mẹ con á. Giận ba dữ lắm mà. Không sao, cũng là ba của mình hết nha con. Ba đánh cha cho. Thì ba ra tay với mẹ nặng quá rồi, thấy như vậy thì ba nghĩ đâu ở tù rồi. Cha chạy qua kêu ông Út nói cúng con chết rồi. Anh biết vợ con chết rồi. Cha nói rồi phim cha ra ngoài rồi lên xe cấp cứu á, chạy gần tới bệnh viện rồi cái cha còn lúc đó còn thở mà chạy tới bệnh viện xong chết rồi.
Có chạy vô người ta mổ, người ta khám nghiệm. Coi uống thuốc gì. Sáng con qua kịp không? Qua kịp tấn liệm. Kịp luôn hả chú? Như là tấn liệm này kia. Khám nghiệm tử thi không kịp, thì xuống kịp đó lúc là giờ tấn liệm thôi. Đấy, thì con vô thấy thì bé rất là vô tư, lại mới học lớp 3, lớp 4 là cô chú chị ơi. Vậy này thì cầm cái đồ đi chơi nè. Cái này là cầm cái cung. Cung con làm, ai làm vậy? Cung nó vàng. Hả? Nó vàng của Diều á. Ồ, cái là Diều. Rồi con cầm đi đâu vậy? Con quay á hả? Vậy là mình nó lộn. Mình nói cái lại tưởng cái chống cái cung mà chứ không phải là cái vàng Diều của chú chị. Dạ. Bà cũng u u vậy hả chú? Ba nó đồ con vậy lắm. Dạ. Rồi vì con học được lớp mấy là con nghỉ? Lớp 4 hả? Lớp 3. Lớp 3. Lớp 4 rồi, mẹ giờ có 5. Sao con học lại? Đi học lại đi con. Dạ đăng ký học lại đi con. Sao không được cái chơi là sao? Tại con thêm. Không thuộc bài phải không? Học thêm. Để học xong cái ra vô học có trình. Tại chắc không thuộc bài bắt thầy cho ở lại ngồi học tiếp tục phải không? Làm biến. Để đăng ký học thêm. Cái chơi không được cái chơi. Chừng nào à. Trường, học tới giờ ra học thì tới giờ vô tiếp tục. Thì con gì con chán con không chịu học nữa à. Không bây giờ mẹ mất rồi bây giờ con đi học lại con có chữ đặng con sau này con lớn lên á thì con có việc làm rồi kia chứ bây giờ ba mẹ mất hết rồi bây giờ con không biết chữ nữa con mà được có 3-4 thì con ra đời con thua người ta rồi đó ba nói con sau này con thua người ta rồi con sẽ làm cái gì công việc gì nữa con không biết gì nữa sáng giờ con nhớ mẹ con nhiều không? Rồi mẹ có điện thoại thường cho con không? Hả? Con điện cho mẹ con không hả? Con điện gì cho mẹ không hả? Mẹ ít điện cho con hả? Rồi anh hai con đi đâu rồi? Con hai ở tù. Còn lý do nào ở tù con? Chơi với kia. Đi chơi hả? Rồi anh không kiếm lộn kia. Nguyên băng sách qua chuyên nghe nhà không? Là anh hai là ở chung với ba mẹ hay ở bên ngoài? Anh hai con lâu rồi, qua đây rồi về ngoại. Cũng như là anh hai bị bắt ở Kiên Giang phải không? Ở đây. Bắt ở đây, cũng như chơi ở đây. Giờ 4 tháng mới kêu án à. Bây giờ anh hai con thì ở tù, rồi ba con mất rồi mẹ con mất. Giờ cuộc sống của con sau này là khó khăn rất là nhiều đó. Chứ ông bà thì ông bà ngoại thì lớn tuổi chưa? Đó, dạ. Bà ngoại ở với ai? Bà ngoại ở trong nhà, đi ngoài người gì. Tội con quá. Bây giờ con là mồ côi cha, mồ côi mẹ. Mình lớp 4, học lớp 3, lớp 4 thôi. Cô chú chị thì bé bự con thôi. Bé có câu biết gì đâu. Chú cảm ơn con ha. Này con tên gì con chú quên tên này. Châu Hải Đình. Châu Hải Đình là mẹ. Ba tên gì? Châu Thế Ngoan. Châu Thế Ngoan mẹ. Mẹ tên là Thủy Thu An. Mẹ Thu An. Rồi chú cảm ơn con nha. Khóc nữa rồi cô chú vậy. Nãy vô không khóc, bây giờ bên tên chỉ hỏi một chút xíu giờ bé khóc. Bự con lắm cô chú nhỉ. Con như vậy con xin phép chú.